Ở phần 3 của chương trình mang tên Bạn Vui, chủ đề là chế độ dinh dưỡng giúp ngăn ngừa và điều trị sỏi mật. Chị Điệp, chị Hà sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Chị Hà có vẻ căng thẳng quá. Chúng ta đã qua 2 phần chơi rồi. Ở phần bạn tri kỷ, chị đã giành chiến thắng. Có gì đâu phải suy nghĩ. Cái chính là chương trình Vui Khỏe muốn trao quà cho các anh chị thật nhiều càng tốt. Làm nào để được quà thì phải trả lời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau. Chiều tôi đi thăm ông Vũ, bà có đi cùng tôi không? Ôi, ông bị làm sao thế? Ông ấy bị sỏi túi mật, vừa phẫu thuật hôm qua xong. Ô thế à? Bà Nga ở ngõ bên nhà mình đây này, cũng bị bệnh sỏi túi mật đấy. Ừ, giờ có tuổi rồi mà không kiêng khem thì nhiều bệnh lắm. Ấy, nhưng mà kiêng khem là cũng phải kiêng cho đúng đấy, chứ không phải cái gì cũng kiêng đâu. Nhân nói về bệnh sỏi túi mật, tôi đố ông nhá. Người bị bệnh sỏi túi mật nên A là kiêng hoàn toàn chất béo, B là ăn các chất béo tốt, C là không kiêng chất béo nào. Tôi có bị sỏi túi mật đâu mà tôi biết. Ôi thế này thì phải nhờ hai đội chơi ơi giúp ông nhà tôi với nhá. Xin mời hai chị chọn đi. Anh thống nhất chưa? Kiêng chất béo mà. B mới là đúng đấy. Vì là không kiêng hoàn toàn. A là kiêng hoàn toàn chất béo, B là ăn các chất béo tốt. Thống nhất chưa? Rồi ạ. Chị Hoa thống nhất chưa? Tay thì một người dơ, đầu thì một người nghĩ, nhưng mà quà thì hai người nhận. Thế nên là chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Vâng, B là đáp án chính xác. Tại sao nó lại là B, ăn các chất béo tốt? Bởi vì dầu mỡ luôn là yếu tố đầu tiên được liệt kê trong danh sách người bị sỏi mật ăn kiêng gì. Tuy nhiên, việc từ bỏ hoàn toàn chất béo sẽ khiến túi mật không được kích thích để co bóp và đẩy dịch mật xuống đường tiêu hóa. Chế độ ăn cho người sỏi mật cần tiêu thụ chất béo lành mạnh từ cá hồi này, dầu ô liu này, dầu đậu nành này, quả bơ hoặc các loại hạt như là óc chó này, hạnh nhân này, vừng. Đây được xem là những thực phẩm rất tốt cho bệnh nhân sỏi mật vì sẽ hỗ trợ cho túi mật hoạt động tốt hơn. Xin mời chị Hoa mở món quà đầu tiên. Nó là cái gì đấy ạ? Hai cái bình. Hai bình đựng nước. Nào, xin mời anh. Hai hộp gì ạ? Hai hộp xay hạt tiêu. Vâng. Chị Hai, hai lọ xay hạt tiêu. Dạ, tôi thích lắm ạ. À, vâng đấy. Vâng. Chị Điệp thấy không? Nó hởi lòng, hởi dạ, người làm đi bao nhiêu cố mới mua được cái này. Nó sướng lắm, chị Điệp ơi. Cười tươi. Chúng ta sẽ đi sang câu hỏi thứ hai nhé. Người bị sỏi túi mật nên ưu tiên ăn chất đạm từ đâu? A, động vật. B, thực vật. Và C, sữa. Lại B, chắc chắn B không ạ? Chị Điệp thấy sao? Tôi chắc chắn là B. Chắc chắn, vâng, B. Rất tiếc, B là đáp án chính xác. Sao có cái loại chương dẫn chương trình mà cứ thích đùa ấy nhỉ? Tôi lo thất cả ruột. Vâng, xin mời anh mở quà đi ạ. Mì Ý và nước sốt anh ạ. Chị Hà ơi. Dạ. Chị lại sung sướng, cho sung sướng theo rồi. Ôi, tôi thích lắm. Úi dồi ôi. Chị Hà. Hai cái thớt. Tuyệt vời. Đúng cái mình đang cần thay. Giao tốt chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Bệnh nhân sỏi túi mật nên hạn chế ăn thực phẩm nào sau đây? A, cá. B, rau xanh. Và C, thịt đỏ. Thống nhất chưa ạ? C là đáp án chính xác. Các loại thịt đỏ, nội tạng động vật và lòng đỏ trứng là nhóm thực phẩm chứa khá nhiều cholesterol. Tiêu thụ với số lượng nhiều sẽ gây khó tiêu, đau bụng, ảnh hưởng tới chức năng gan mật, kích thích túi mật co bóp quá mạnh và thậm chí làm tăng kích thước sỏi. Xin mời chị Hoa mở món quà thứ 3. Cái gì đấy ạ? Đây là cái gì? Cốc ly. Bộ ly cốc. Nào chị Điệp ơi. Tuyệt vời. Đấy.